Thưa quý vị, rạng sáng 29 tháng 10 tới đây, Nguyệt Thực một phần sẽ xuất hiện và nếu điều kiện thuận lợi, người yêu thiên văn Việt Nam có thể chiêm ngưỡng được hiện tượng này. Song song với sự háo hức thì không ít người thắc mắc liệu Nguyệt Thực có ảnh hưởng tới cuộc sống, đặc biệt là giấc ngủ của con người hay không. Theo nhà nghiên cứu Đặng Vũ Tuấn Sơn, là Chủ tịch Hội Thiên văn và Vũ trụ học Việt Nam, gọi tắt là VACA, Nguyệt thực toàn phần là hiện tượng vật lý được lý giải cụ thể. Thậm chí ngày nay, việc tính trước giờ nào, ngày nào sẽ xảy ra hiện tượng này là một điều hết sức dễ dàng của khoa học. Do đó, việc gắn ghép cho hiện tượng này với những câu chuyện huyền bí hay những dự đoán thiếu khoa học có thể dẫn đến nguyên nhân của nhiều hoạt động tín ngưỡng không lành mạnh có thể làm ảnh hưởng tới đời sống xã hội. Theo chuyên gia, Nguyệt thực ít nhiều cũng có những tác động tới đời sống và sinh hoạt của con người. Theo đó, trái đất chịu tác động hấp dẫn đồng thời của mặt trời và mặt trăng. Vào những thời điểm thông thường, lực hấp dẫn tác động lên trái đất từ hai thiên thể này không cùng một phương mà lệch nhau một góc nhất định. Vào những ngày trăng tròn, lực hấp dẫn của hai thiên thể với trái đất gần trùng phương với nhau nên tổng lực là lớn nhất trong mỗi chu kỳ. Khi xảy ra nguyệt thực, ba thiên thể gồm mặt trời, mặt trăng và trái đất là thẳng hàng nên hai lực này gần như hoàn toàn trùng phương và tổng giá trị của chúng là cực đại. Ông Đặng Vũ Tuấn Sơn cho hay khi tổng lực hấp dẫn tăng lên, trước hết nó làm cho các đợt thủy triều mạnh hơn, cao hơn. Thậm chí người Nhật Bản xa xưa tin rằng nguyệt thực có thể báo hiệu các trận động đất, sóng thần có thể sẽ tới. Ông Sơn khẳng định điều này hoàn toàn không phải mê tín mà ngày nay nghiên cứu cho thấy tại những khu vực có hoạt động địa chất không ổn định thì sự gia tăng của lực hấp dẫn là một nhân tố tác động lên thêm các khả năng phát sinh các dao động địa chất vốn là nguyên nhân gây nên động đất sóng thần. Với lịch sinh học của con người, ông Đặng Vũ Tuấn Sơn cho biết, một số nghiên cứu chỉ ra trăng tròn, đặc biệt khi có nguyệt thực, có liên quan tới việc suy giảm melatonin, một hormone liên quan tới việc điều chỉnh chu kỳ ngủ và tỉnh giấc. Vậy nên, theo chuyên gia này, vào những ngày này, con người thường khó ngủ hơn, làm tăng khả năng ức chế thần kinh. Dù vậy, ảnh hưởng này là không lớn. Ông Sơn cũng cho hay, một số nghiên cứu chỉ ra trăng tròn và nguyệt thực có khả năng ảnh hưởng tới việc tăng tỷ lệ sinh ở phụ nữ, tuy nhiên tới nay vẫn chưa có những bằng chứng khoa học cụ thể. Dù chỉ ra một số tác động, tuy nhiên ông Đặng Vũ Tuấn Sơn, Chủ tịch Hội Thiên văn và Vũ trụ học Việt Nam cũng nhấn mạnh, tất cả những ảnh hưởng vật lý vừa nêu đều ở mức tác động khá nhỏ, thực tế là không tác động đáng kể tới đời sống hàng ngày của con người. Song nguyệt thực vẫn là một hiện tượng thú vị trên bầu trời mà con người có thể quan sát. Những thông tin mới nhất sẽ được Báo Thanh Niên liên tục cập nhật tại địa chỉ thanhniên.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị đón theo dõi. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông kênh YouTube Báo Thanh Niên để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.